Video này được mang đến cho bạn bởi Content Phúc Lộc, Editor Minh Châu và tôi Quản Quạ. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, các viewer hãy ghé lại xem qua Season 1 và phần 1 của Season 2. Còn bây giờ là Season 2, phần 2 của Made in Abyss. Bắt đầu với câu chuyện về nguồn gốc của ngôi làng qua lời kể của Vueko. Từ rất lâu về trước, Vueko vốn là một đứa có bất có bơ, được một gã biến thái đem về nuôi. Trong một lần ra khơi, gã đó và tùy tùng đã tìm thấy một con tàu rách. Những thủy thủ trên đó đều đã bị giết một cách tàn độc. Chỉ có một lão già duy nhất có thể giữ được mạng. Ông ta đã kể cho chúng nghe về chiếc la bàn. Chiếc la bàn chỉ đến thành phố vàng ở vực sâu. Do không chịu được sự ghê tởm của gã biến thái, Vueko đã chạy trốn. Trải qua bao khóa huấn luyện vất vả, cuối cùng cô cũng được chọn làm thủy thủ trong đoàn thám hiểm của vương quốc nọ đang hướng tới hố sâu thành phố vàng. Người đứng đầu đoàn thuyền là Wazukiyan với nickname là nhà tiên tri. Ngoài ra còn có Belap, nhà thông thái và Vueko, hoa tiêu. Họ là tam hiền giả, bộ ba dẫn lối tới thành phố vàng. Sau bao gian nan vất vả, chỉ có con tàu của Vueko là đến được với hố sâu. Trong quá trình đi sâu vào rừng, đoàn thám hiểm đã bị tộc bản địa bắt giữ. Nhờ việc trao đổi la bàn mà đoàn người đã được thả ra, đồng thời có thêm thông tin về thành phố vàng. Nơi đó còn được gọi là thành phố không lối thoát, nằm ở tít tận tầng 6 của hố sâu. Trong khi cả đoàn sắp lên đường, Vueko phát hiện ra có cái đuôi bám theo. Cô bé tên là Irumiyui. Vì bị vô sinh nên cô bé bị thải loại khỏi ngôi làng. Vueko lấy làm thương nên đã xin để Irumiyui đi cùng và được Wazukiyan chấp nhận. Vốn có hiểu biết ít nhiều về hố sâu, cô bé đã hỗ trợ phần nào cho đoàn vượt qua những thử thách ở từng tầng. Nhờ đó mà sau bao vất vả, họ cũng đã đến được thành phố vàng không lối thoát. Đúng như cái nickname của nó, Wazukiyan đã thử đưa người lên trên thông qua lối họ đi xuống, nhưng kết quả thu về là toàn bộ đối tượng thí nghiệm đều đã bị biến dị. Với tình hình đó, Wazukiyan kêu gọi mọi người ở lại để thành lập đế chế cho mình tại đây. Trong lúc khám phá, họ đã kết thân được với những cỗ máy can thiệp. Nhờ sự giúp đỡ của chúng mà đoàn đã tìm được nguồn nước. Bên cạnh đó, dân làng có đi săn quái vật lấy thịt. Đời sống vật chất của ngôi làng được đảm bảo. Mối quan hệ giữa Irumiyui và Vueko ngày càng thắm thiết, khó rời xa. Với Irumiyui, Vueko tựa như người mẹ ấm áp. Còn với Vueko, Irumiyui như ánh sáng mà cô luôn tìm kiếm. Nhưng cuộc sống an lành chẳng được bao lâu. Irumiyui mắc chứng tiêu chảy nặng, chất thải còn chứa những hạt ấu trứng. Một số dân làng cũng có biểu hiện tương tự, thậm chí có một vài bộ phận còn chảy ra. Sau khi đi khảo sát lại nguồn nước trở về, Belap khẳng định mầm bệnh đến từ nước mà ra. Wazukiyan hiểu được điều đó, nhưng để tồn tại, họ chẳng còn cách nào khác. Vấn đề này chưa xong thì problem khác đã tới. Ba người của nhóm đi săn sau khi trở về có dấu hiệu của việc bị biến dị nặng. Nguyên nhân có thể đến từ một di vật mà họ đã mang về. Theo những lý giải của các cỗ máy can thiệp, thì di vật đó được gọi là cái nôi dục vọng. Chức năng của nó là ban cho chủ thể điều ước, nhưng nó chỉ phù hợp với cơ thể trẻ em mà thôi. Nếu người lớn chạm và sờ vào trực tiếp thì hậu quả sẽ giống như đội đi săn. Tình hình dịch bệnh mỗi lúc một căng. Chứng kiến Irumiyui quằn quại trong đau đớn, Vueko có một quyết định đi vào lòng đất. Cô đã đặt cái nôi dục vọng lên cô bé với hy vọng Irumiyui sẽ cứu được mình và mọi người. Và rồi điều đó đã xảy ra. Cái nôi dục vọng đã ăn vào cơ thể Irumiyui. Cô bé đã bình phục, chỗ chảy ra cũng không còn đau nữa. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của nỗi bất hạnh. Cơ thể Irumiyui dần bị biến dị. Một thời gian sau đó, cô bé liên tục đẻ, nhưng sinh mệnh của chúng chẳng qua được một ngày. Nó như một vòng lặp vô tận, hủy hoại cô bé đến từng tế bào. Trong khi đó, bệnh ngày một lan rộng. Vueko cũng đã bị nhiễm. Tưởng như số của cái làng này đã tận, thì bất ngờ họ được Wazukiyan cứu bằng một món súp lạ. Chính vì món ăn cứu mạng đó, Vueko đã nhìn ra sự ghê tởm trong con người đó. Trong suốt thời gian Vueko dưỡng bệnh, Irumiyui đã biến dị hoàn toàn. Những đứa trẻ mà cô bé sinh ra ngày một lớn hơn, chúng đều bị Wazukiyan đưa đi ngay khi mới lọt lòng. Mặc cho cô bé khóc than đầy đau khổ, điểm đến của những đứa trẻ này là căn bếp, nơi mà chúng bị xử lý để làm món súp chữa trị. Quá kinh hoàng trước sự thật, Vueko chỉ biết đến xin Irumiyui xá tội. Tuy đã biến thành một con quái vật không rõ hình hợm, nhưng tình cảm của cô bé dành cho Vueko là không bao giờ thay đổi. Trong một lần ghé thăm Irumiyui, Vueko đã phát hiện có thêm một cái nôi dục vọng được kẻ nào đó gắn vào cô bé. Tác giả chẳng ai khác ngoài Wazukiyan. Khi nhận thấy thời cơ đã điểm, hắn cho dân làng đưa Irumiyui đến một vách đá. Lúc này Irumiyui dường như đã thức tỉnh. Cô bé liên tục bắt những sinh vật xung quanh để bổ sung thêm chất dinh dưỡng. Trong đoàn, Belap là kẻ khốn khổ nhất. Cậu luôn bị giằng xé giữa ranh giới nhân tính khi bị món súp quỷ dị mê hoặc, nên đã mạnh dạn đứng ra nguyện dâng hiến bản thân để Irumiyui trừng phạt. Ngay lập tức một cánh cổng mở ra, Belap liền bước vào trong. Cơ thể của cậu dần biến đổi rồi trở thành hình dạng như bây giờ. Lần lượt những người trong đoàn cũng nối bước, chỉ duy nhất Vueko là từ chối. Cô không cho rằng đây là ước muốn của Irumiyui, nên đã quyết định chẫm mình xuống hố sâu. Nhưng Wozu đã ngăn lại. Trên tay hắn còn có dấu vết của việc sử dụng cái nôi dục vọng. Vueko tự hỏi gã điên này vì gì mà liều đến thế. Chưa nhận được câu trả lời, cô đã bị đánh ngất. Đến khi tỉnh thì đã bị Wazukiyan biến dị.
bắt nhốt ở một nơi mà hắn cho rằng Irumiyui và Vueko sẽ kết nối được với nhau. Trong suốt thời gian đó, Vueko đã được gặp những đứa con bất hạnh của Irumiyui. Cô nguyện dành hết tình yêu cho chúng và đặt tên cho từng đứa một, bù đắp sự thiếu thốn tình cảm của chúng. Tuy nhiên, Irumiyui vẫn còn một đứa con khác nữa, đó chính là Faputa, nàng công chúa mang trong mình nỗi hận của cả mẹ và anh chị của mình. Mục đích của cô bé không gì khác ngoài giải cứu cho thân mẫu, đồng thời tận diệt những kẻ đốn mạt kia. Trở lại với thực tại, Rex đã trở về làng cùng bộ phận của Faputa. Cậu tính mang hàng đi chuộc Nanachi luôn, đề phòng đám tính toán đến thu thuế lại dở. Nhưng Vueko đã ngăn lại, bởi một khi Belap thấy thứ này, có khi tình hình sẽ trở nên tồi tệ thêm. Vueko cũng tò mò làm sao Rex lấy được thứ này, thì cậu chia sẻ rằng Faputa đã tự hiến dâng cho cậu, miễn sao cậu phải hoàn thành được lời hứa, cụ thể là giúp Faputa vào bên trong làng thông qua pháo hỏa táng. Cùng lúc đó, Wazugiyan đã xuất hiện. Hắn nhận ra Rex chính là phò mã. Chỉ có con đũy tình yêu mới khiến công chúa hy sinh đến vậy, và phát hiện sự xuất hiện của Vueko, biết lịch sử của làng đã được tiết lộ. Wazukiyan hỏi Riko xem có ghét mình hay không. Riko không rõ về gã hiền giả, nhưng qua những gì nghe được, cô bé cảm nhận được Wazukiyan là một người sẵn sàng hy sinh tất cả để thực hiện điều ước của mình, cụ thể là được đi thám hiểm một lần nữa. Thậm chí ông ta còn đang dự tính lợi dụng Riko nhằm giúp cho mọi người đi được ra khỏi làng, nhưng hắn không ép cô bé phải làm, thay vào đó là để cho cô tự lựa chọn. Đúng lúc đó, Juroimo đùng đùng xuất hiện, nhận thấy có biến. Wazukiyan vội tóm lấy Vueko rồi lẩn đi. Qua quan sát kỹ, Vueko lấy làm lạ khi tạo hình của hiền nhân khổng lồ giống với gã biến thái từng nuôi cô. Wazukiyan giải thích rằng chính Irumiyui đã tạo ra nó thông qua những tín hiệu từ Vueko, chính vì thế nó có thể hấp thụ sinh vật tính toán để có được một hình dạng mới. Juroimo đang sử dụng sinh vật tính toán tạo ra một lớp đen kịt chặn mọi lối ra, hòng đạt cho được bộ phận của Faputa. Tuy đã cố gắng thoát ra nhưng Rex vẫn bị đám sinh vật tính toán dí, để rồi bị cướp mất món hàng. Trước tình hình nguy ngập mặt, Rex buộc phải dùng hỏa táng pháo. Tuy đòn tấn công đã đánh bại được Juroimo, nhưng cũng đồng thời phá hủy một mảng tường lớn. Đó chính là thời cơ để Faputa tiến vào và bắt đầu cuộc trả thù đẫm máu. Ở sâu trong làng, Belap cũng cảm nhận được biến sự ngoài kia. Ông ta đã chờ ngày này từ rất lâu để có thể trả hết món nợ cho Irumiyui. Vậy nên trước đó, Belap đã gửi gắm ký ức của mình cho Nanachi nắm giữ, đồng thời giải phóng cho bé thỏ và Mitty. Tuy nhiên, một khi Mitty đi qua ranh giới làng, cô bé sẽ hoàn toàn tan biến. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, dù lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, Nanachi quyết định sẽ để Mitty được an nghỉ. Thêm lần nữa, bé thỏ lại phải tạm biệt báu vật của bản thân mình. Những sinh vật khác tại nhà Belap cũng đến để tiễn đưa Mitty. Chúng giao lại cho cô bé một món quà rồi cũng từ từ tan biến. Trở lại với tình hình trong làng, Faputa đang điên cuồng cấu xé dân làng theo đúng nghĩa đen cùng với sự góp sức của anh chị mình. Chứng kiến thảm cảnh đó, Rex sau khi tỉnh lại đã đứng ra để ngăn chặn Faputa. Những dòng ký ức ùa về khi họ giao chiến. Rex đã xuất hiện khi Faputa yếu lòng nhất, xua tan sự cô đơn của cô, trao cho cô kỷ vật để gắn kết tình bạn giữa cả hai. Vậy mà bây giờ họ lại rơi vào hoàn cảnh đối đầu như vậy. Thấy thế trận đang lệch về phía Faputa, Rex liền nhờ Riko dùng còi trắng để kích hoạt dạng bạch chiến của mình. Nhờ đó mà cậu đã cân kèo hơn với cô công chúa. Lúc này Faputa mới tiết lộ chính mình đã đem nhờ Gaburu đưa Pushka đi đẽo. Thế mà bây giờ họ lại lấy oán báo ơn, sử dụng sức mạnh ấy chống lại mình. Trong lúc cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, thì ngoài làng chợt đổ cơn mưa nhiệt, khiến ký ức thêm lần nữa tràn về. Cái hồi mà Faputa và Rex còn thắm thiết, cô đã giải thích cho cậu về ý nghĩa của chữ cái ngoài cổng làng. Nó được gọi là Haku, nghĩa là thứ vô giá. Faputa gắn nó vào mẹ và Gaburun. Vì một đứa con không thể trở lại vào trong bụng mẹ, Faputa chẳng thể bước chân vào làng, vậy nên nàng công chúa cần Rex giúp. Tuy nhiên lúc đó khứa máy chuẩn bị rời đi để tìm kiếm Haku của mình. Cậu hứa sau khi trở về sẽ giúp cô một tay để hiện thực hóa mong muốn. Trong lúc Rex không ở bên, Faputa đã rất cô đơn. Khi đó cô đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt vẫn rơi, nhưng giờ là của Rex. Cậu mong Faputa hãy dừng lại, đừng tự thiêu dụi bản thân nữa. Nàng công chúa đã rất cảm động, nhưng sự thù hận đã lấn át tâm trí cô, để rồi tung Fatality hạ gục Rex. Sau đó Faputa đưa cậu trở lại. Công chúa hỏi Riko rốt cuộc đã cho đứa bạn mình ăn bùa mê thuốc lú gì khiến Rex thành ra như này, rồi lao đến tấn công, quyết đoạt mạng Riko. Nhưng cô nàng đã bị Gaburun ngăn lại. Sở dĩ ông robot làm vậy là vì nếu Faputa gây tổn hại đến cô bé kia thì chính công chúa sẽ mất Haku của mình. Nói xong, Gaburun cũng gục ngã, thêm người thân nữa của Faputa nằm xuống, khiến cô bé như hóa rổ hóa dại, quyết phải kết thúc tất cả trong sự hủy diệt. Lập tức cô bé lên vuốt sẵn sàng lao lên, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị công trước. Kẻ đã ra tay chính là Belap. Cùng sự điều hướng của Nanachi, Faputa cảm nhận được mùi của mẹ cực nồng tỏa ra từ người vị hiền giả. Đây chắc chắn là kẻ đã ăn rất nhiều, vậy nên cô sẽ ưu tiên xử lý Belap trước. Tưởng như ông ta sẽ chống trả quyết liệt nhưng không, Belap để Faputa thỏa sức sâu xé, bởi ông muốn tặng cho nàng công chúa một món quà được ông cất giữ rất kỹ.
đó là những hồi ức của Irumi Yui, mẹ của Fabuta. Vậy là sau bao nhiêu năm sống trong dằn vặt, Belap cuối cùng cũng được ra đi thanh thản. Ông rất vui vì đã được yết kiến công chúa. Ông mong cô hãy tự quyết định giá trị bản thân và tận hưởng cuộc phiêu lưu của mình, tận dụng lúc Fabuta còn sống trong cảm xúc. Nanachi yêu cầu tất cả mau đưa Riko rời khỏi, không chỉ vì cư dân trong làng sẽ bị bay màu khi tiếp xúc với bên ngoài, mà còn bởi Wazuki Yan. Tình thế đang over hợp với âm mưu của hắn. Để tận dụng cái nôi dục vọng bên trong công chúa, Nanachi phỏng đoán rằng một khi Riko mất mạng, Rex chắc chắn sẽ rất đau buồn. Còn Fabuta sẽ vì Rex mà chia cho Riko nửa trái tim mình. Khi đó ước nguyện tiếp tục hành trình của cô bé sẽ bị Wazuki Yan cướp lấy, như cái cách hắn từng áp dụng với Irumi Yui. Một khi đã luận được như vậy rồi thì Nanachi sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn chặn ý đồ đó. Về việc bê lắp cho Fabuta xem ký ức, Wazuki Yan cho rằng mình sẽ là đối tượng để nàng công chúa trả thù, còn Vueko sẽ được bảo vệ. Vậy nên hắn quyết định giữ thật chặt tấm khiên này để bỏ trốn, đề phòng biến cố xảy ra. Trong lúc Fabuta còn đang giằng xé cảm xúc thì từ lỗ hổng, những con quái thú đã tiến vào bên trong để tận hưởng tiệc buffet biến dị, không thể làm ngơ vì bị cướp mất con mồi. Fabuta lao đến tẩn nhau với chúng, nhưng thân cô thế cô, dù vận hết sức mình, một mình nàng công chúa không thể gánh hết, sức cùng lực kiệt. Fabuta trở thành món thịt tranh xả để cho lũ quái thẩm từng miếng. Tuy là bất tử nhưng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đang gặm nhấm dần nàng công chúa. Tình cảnh bi thương ấy khiến cho dân làng cảm thấy đau xót. Họ mong cô mau chóng rời đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Trong lúc nguy cấp ấy, những anh chị của Fabuta đã đến giúp, nhưng cũng bị con rồng xà cừ dẫm nát. Khi nó đang định lấy mạng công chúa, Gaburun đã vận nốt sức tàn để cố gắng ngăn chặn, bất chấp hành động đó là án tử cho mình. Dù mất mạng nhưng ít nhất Gaburun cũng góp nốt sức mình để bảo vệ cho Haku của ông. Trong quá khứ, chính Fabuta đã tìm thấy ông. Hai người đã trải qua một cuộc sống vui vẻ cùng nhau. Gaburun đã giúp công chúa thoát khỏi sự cô đơn, dạy cho cô biết con chữ. Và cũng chính ông đã đặt cho cô cái tên Fabuta, với ý nghĩa là công chúa trường tồn bất diệt. Còn cái tên Gaburun có nghĩa là cận vệ của nữ hoàng. Sau khi bị thổi bay bởi bãi nước bọt của con rồng xà cừ, Fabuta rơi vào trạng thái vô vọng, thân thể tàn tạ, người thân ngòm hết. Sự bất tử mà cô có như một liều thuốc độc, buộc cô chìm trong cơn đau khổ vĩnh cửu. Nhưng Fabuta lại là hy vọng duy nhất của dân làng. Họ chia sẻ cơ thể, giá trị của mình để nàng công chúa có thể hồi phục. Khi đã tận hưởng hết những biến dị đó, Fabuta đã trở lại và lợi hại hơn gấp nhiều lần. Tiếng thét của cô đã triệu tập Juroimo, bắt đầu cuộc phản công với đám quái khát máu. Nhân lúc đó, những người dân còn lại đã đưa đám Riko rời đi. Trong lúc di chuyển, họ đã bắt gặp Wazuki Yan nhưng không thấy Vueko đâu. Ông ta hỏi Riko về việc liệu cô bé có cảm thấy hối hận khi đến đây hay không. Đáp lại câu hỏi đó, Riko hào hứng khẳng định bản thân đã rất vui khi đến đây và được kết thân với những người bạn mới. Đây thực sự là một chuyến đi ý nghĩa với cô bé. Wazuki Yan cũng chỉ cho Riko và đám bạn biết cách để chinh phục hố sâu này. Thứ cần thiết không phải là điều gì đó quá to tát. Họ cần tích tụ được những yếu tố gồm năng lực được tích lũy khi tồn tại ở đây, sự tò mò và thuần khiết tận hưởng, kết hợp với những đứa trẻ được dẫn dắt. Bây giờ đám Riko đang ở cuối quy trình đó. Fabuta chính là thứ mà chúng thiếu. Vậy nên Wazuki Yan mong họ sẽ chăm sóc cho nàng công chúa và chúc họ có thể hoàn thành khát vọng của mình. Cuối cùng kẻ được thần nhập đã tan biến, gửi giấc mơ cho những đứa trẻ kế thừa. Bất ngờ tiếng thét của Fabuta vang lên. Dân làng cảm nhận được đó là tiếng triệu tập. Đáp lại công chúa, tất cả sẽ trở lại trợ chiến cho cô. Trước khi ra trận, bà chủ quán đã trao lại cho Riko tờ thư của Lisa. Bà đã lấy bộ phận của Fabuta để đổi lấy nó. Mọi thứ đã ổn, cả đội lên đường tới chỗ Fabuta. Ở một diễn biến khác, Vueko sau khi trốn khỏi Wazuki Yan đã cố lê từng bước để thoát ra ngoài. Tuy nhiên cô lại hướng đi lên, dẫn đến việc bị dính lời nguyền Abyss. Mỗi bước là một hình ảnh ai đó xuất hiện, những đồng đội trong đoàn thám hiểm Irumi Yui, những đứa trẻ mới gặp có sự quyết tâm mạnh mẽ. Những ký ức đó hiện về trước mắt của Vueko, trong khi cơ thể cô dần xảy ra biến dị, đến độ không thể lê tiếp bước được nữa. Nếu không có một dân làng liều mạng cứu giúp thì có lẽ cô đã gục ngã vĩnh viễn ở đó. Người dân làng đó dần biến mất, nhưng những gì cô cố gắng đã được Nanachi tiếp nối. Vueko đã được cứu và sẽ cùng cư dân đến với Fabuta. Ngay khi công chúa đang sắp vào hiệp cuối, Rex đã đến trợ chiến. Riko kích hoạt Pushka để lên dạng bạch chiến cho khứa máy, rồi ngất lịm đi vì quá sức. Rex sau khi được nâng mọi chỉ số đã sẵn sàng bem nhau với đám rồng xà cừ kia. Sau khi dụ được đám đó ra khỏi làng, cậu đã dồn cơ đít thít cơ mông phá hủy cây cầu, vùi thây chúng xuống đáy vực. Trong khi đó, Fabuta đã tiếp cận chỗ của Riko cùng dân làng, phó thác cho Kaza và Ma đưa tụi Riko rời đi. Những cư dân còn lại đồng ý gửi gắm thân xác mình để nàng công chúa hấp thụ. Nhờ sức mạnh đó, Fabuta thành công giải thoát được cho mẹ mình. Sau khi hoàn thành tâm nguyện, nàng công chúa đã sức cùng lực kiệt. Ngay cả khi rơi xuống vực, cô ả cũng bó tay chịu ngỏm. Nhưng giáp cốt truyện không cho, Rex đã kịp đến hộ giá, đưa công chúa trở về an toàn. Ngôi làng sụp đổ ngày càng mạnh.
thời gian đang gấp, thì chân của Kaza lại dính hư tổn nặng đến độ không thể di chuyển. Tưởng như quả này liệm cả đội, thì Kaza sử dụng phép thoát hồn nhập xác để điều khiển cơ thể của Faputa, mở con đường thoát cho mọi người. Trong lúc ngàn cân treo sợi bún, Rico đã tặng cho Ma con gấu bông mình làm. Món quà đã khiến cho cô bé rất vui. Nhưng khi Rico tỉnh lại thì chẳng thấy Ma đâu nữa. Người bạn ấy cũng đã tan biến, chỉ còn lại chú gấu bông như kỷ niệm với Rico. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Vueko cuối cùng cũng được gặp con út của Irumiyui. Cô bò từng bước đến trước Faputa và kêu lên những tiếng khó nhọc. Thông qua đọc suy nghĩ, Faputa đã hiểu được những gì Vueko muốn chia sẻ. Cô công chúa không giống mẹ. Irumiyui là một người ưa làm nũng và rất nhút nhát, nhưng sự ấm áp thì cả hai đều giống nhau. Faputa đã hấp thụ tất cả ký ức của mẹ, nhưng riêng ký ức về Vueko thì mẹ cô lại không muốn cho đi. Đó là giá trị duy nhất mà Irumiyui muốn giữ cho riêng mình. Thật may mắn là trước khi Vueko ra đi, cô đã được gặp lại Irumiyui qua đôi mắt của nàng công chúa, đứa con mà cô bé khao khát có được. Sau khi lo xong hậu sự cho mọi người, Faputa nhận ra mình đã không còn ai bên cạnh nữa. Thấy thế, Rex vội mời cô nhập hội. Ban đầu cô công chúa còn đỏng đảnh bởi Rex có nhớ ra mình đâu. Nhưng trước sự chân thành của cậu, cô công chúa cũng đã động lòng. Miệng thì tỏ vẻ thanh cao nhưng tâm thì đã đồng ý nhập hội. Đoàn của Rico đã có thêm thành viên, thử thách phía trước họ còn rất nhiều. Cụ thể như thế nào thì tôi cũng chưa rõ. Đành xin hẹn gặp lại quý viewer vào season 3. Và tôi còn Quại, xin chào và hẹn gặp lại.